Kiến vàng Nam Bắc hai nhà dùng một. Em vừa xem lại buổi live của ban vận động tuyên ngôn hòa bình, em hỏi anh về ông Lưu Bình Nhưỡng, liệu có phải là cộng sản đang muốn tạo ra một Quỳnh Quốc Huy face không? Nếu vậy thì tụi nó sẽ lên kế hoạch khử anh Huy. Nếu mà ai đó nói mà ông Lưu Bình Nhưỡng mà là Quỳnh Quốc Huy thứ hai á, thì chắc người đó cũng phải gọi là rất là lãng mạn, phải rất lãng mạn. Người đó phải gọi là có một cái trí tưởng tượng bay bổng cỡ như Tố Hữu làm thơ vậy đó, không cỡ như Tố Hữu làm kinh tế chứ. Tố Hữu làm kinh tế mà dân mình cũng đúng dễ dãi, dân mình cũng đúng dễ dãi. Tôi thấy người ta giống như là ông Lưu Bình Nhưỡng mà bị bắt á, thấy người ta thiếu điều muốn khóc luôn vậy á, thiếu điều muốn khóc luôn á. Trời ơi thương quá, tội nghiệp quá rồi. Trời, nhất là mấy đám báo Việt ngữ, trời nó đăng đăng đăng, tôi không biết là nó đăng để nó gọi là nó PR, nó đánh bóng tên tuổi ổng, giống như cái nhà đang nói nó muốn biến ổng trở thành giống như là nhân vật cấp tiến, gọi là sẽ thay đổi cộng sản Việt Nam chuyển qua dân chủ hay sao kiểu gì đó, hay là nó gọi là nó thờ phượng ổng kiểu sao tôi không biết, gọi là đăng hàng loạt những phát ngôn đồ này của ổng tùm lum tà la. Hỏi câu một, hỏi câu một là nó lòi hèm té bứa này. Các anh chị biết là câu gì không? Ổng là dân nước nào? Trước khi ổng làm đại biểu quốc hội, ổng là dân nước nào? Thí dụ nè, giờ Bắc Kỳ có một thằng trí thức đẹp trai hơn tôi, trẻ hơn tôi 40 mấy rồi, giờ có thằng trí thức hai mấy rồi, 30 thôi, 33 rồi, đẹp trai hơn tôi, thông minh giỏi giang, biết 29 thứ tiếng, đi khắp thế giới gặp các nguyên thủ quốc gia, vậy là chúng ta có tự do tới hả các anh chị? Nó về nó được ủng hộ sẽ gọi là giải tán cộng sản, cải cách chế độ. Vậy đó là cha nội gì, gì Trương Nhân Tuấn hay chưa, ông sư phạm đọc đó gì, dân chủ quá chế độ à, con thằng gì nó xuất hiện cải cách chế độ, dân chủ quá chế độ, vậy là tụi mình có tự do tới hả các anh chị? Đời mình chuyến này sẽ được làm người ha, đúng không? Đúng không? Đúng 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 không? Tôi hỏi mà tôi thấy ngại miệng luôn, tôi hỏi mà tôi thấy có cái gì đó nó sai sai nha, nó tầm bậy lắm luôn. Thật ra các anh chị thấy có những câu hỏi của tôi, cái đám dân chủ với chống cộng nó dãy dãy nó rung rung rung, mà nhiều người nói ủa sao nó dãy dữ vậy ta, các anh chị không không hiểu cái câu hỏi của tôi nó dẫn tới cái cốt lõi của mọi vấn đề. Tôi hỏi bạn là dân nước nào, tôi nói mày khùng quá mày, người Việt Nam thì dân Việt Nam, không trả lời cho đàng hoàng tử tế, bạn là dân nước nào, trả lời cho chúng. Lời cho chúng chửi biết mẹ mày đéo ba mày. Kỳ trời, mình hỏi nó dân nước nào nó chửi quá trời luôn, chửi ơi là chửi luôn, kỳ trời. Mày Bắc Kỳ nó mẹ mày Bắc Kỳ, mày dân Việt Nam dân chủ cộng hòa, nó Việt Nam dân chủ cộng hòa, hoặc là nói gì cho nó lịch sự dễ hiểu nè, dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không? Phải không? Phải Lưu Bình Nhưỡng là dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không, tức là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đó, đúng không? Đúng không? Mà cái nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ đó là một thôi, nó đó, nó là cái gì của nước mình. Nó là cái gì của nước mình, nó là cái gì của nước mình. Bà con ơi đừng dễ dãi nữa bà con ơi, bà con ơi thức tỉnh đi bà con ơi, bà con cô bác ơi, đồ quơ. Đúng rồi, kẻ thù xâm lược, nói gì cho nó dễ hiểu. Cảm ơn Trần Ai khen nè, vỗ tay một tràng vỗ tay nè, nói gì cho nó dễ hiểu, kẻ thù xâm lược các bạn không nhớ thì thôi luôn á, trời trời. Đúng không? Mà cái thằng Bắc Kỳ bình thường thôi, nó là dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay dân Việt Nam dân chủ Cộng hòa, các bạn còn đòi đá đít nó, tống cổ nó còn di tiết 17, mà nó là thằng đại biểu quốc hội của cái chánh phủ của Bắc Kỳ đó, tức là nó là thằng chánh trị gia của đám Bắc Kỳ luôn chứ không phải Bắc Kỳ bình thường, mà các bạn không có đá đít, các bạn khen, các bạn thương, các bạn tiếc cho nó thì thấy thôi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Thôi, thôi xong rồi. Tôi xong rồi, xong rồi. Mà tụi Bắc Kỳ á, hàng gọi là hàng ngàn năm qua chứ không phải tới bây giờ, đừng có nói xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, thời phong kiến nó cũng vậy. Nó gì, thằng nào gọi là mạnh được yếu thua, thắng vua thua giặc, thằng nào quan trên nó đè đầu quan dưới, quan dưới nó cưa ghế quan trên, hai thằng quan ngang nhau thì đánh lộn giành ghế, giết nhau luôn. Chỉ bình thường đó là cái văn hóa trong mặt kép của Bắc Kỳ. Bắc Kỳ nói vậy. Các anh chị bây giờ có áp chế độ dân chủ gì Bắc Kỳ nó cũng chơi như vậy, nó phải giết nhau giành ghế, nó dành cả đời để mà cướp giết hiếp, để đè đầu cởi cổ người khác, cả gọi là cả cuộc đời nó sinh ra để làm chuyện đó mà, cái xứ nó làm vậy nè, xứ bị quỷ trị mà, quỷ chứ không phải quỷ nha, hay lúa chẳng có sai chánh tả tiếng mẹ đẻ gì đó Bắc Kỳ luôn xứ quỷ ma trị á. Thì Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là do thằng nào đó nó ganh ăn tức ở, nó bị gọi là đe dọa về mặt nồi cơm, thì nó quất Lưu Bình Nhưỡng thôi,
Lưu Bình Nhưỡng có phát biểu hay như thế nào đó thì cũng là đang muốn tấn công vào nhóm lợi ích nào đó mà không cùng nhóm của ổng thôi, đúng không? Cho Lưu Bình Nhưỡng ví dụ này, là nó trắng ổng tấn công nhóm Tô Lâm đi để làm gì? Nhóm Tô Lâm, nhóm Bộ trưởng Bộ Công an đó, gọi là gom hết lợi ích, thì các nhóm còn lại nó tức thì nó tấn công bằng cái này cái kia, nó tấn công đủ thứ hết, nó xài cái gọi là cái nghị trường của Quốc hội để nó tấn công nhau, chỉ bình thường đánh thương thôi, cái đó là ít. Trời ơi, bên đây nó đánh lộn thì luôn anh chị, ra Quốc hội nó đánh lộn đã lắm, vui lắm, đánh rầm rầm vậy đó. Nhưng mà không có chuyện thằng Bộ trưởng Công an nào được quyền vô bắt đại biểu Quốc hội, là có chuyện đó, xíu tự do nó khác, nó giành lợi ích, các đảng bên đây nó cũng giành lợi ích y nhau vậy. Chứ Lưu Bình Nhưỡng đứng lên nói chuyện ngành công an tham nhũng quá là để làm gì? Ngành năm ông tham nhũng quá, tôi đề nghị trả lại Việt Nam Cộng Hòa, phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa, xây dự tiết 17, đá đít Bắc Kỳ ra khỏi Bắc Kỳ, cả các tôi cũng rút về Bắc Kỳ. Lưu Bình Nhưỡng nó có nói vậy không? Các công trình xây dựng bị móc, bị rút ruột rồi, bị kém chất lượng, không ai giám sát rồi, ba la ba la vậy. Tôi đề nghị dẫn dự tiết 17 lại, trả lại Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Kỳ, tụi tôi rút hết về Bắc Kỳ. Có nói gì không? Trời ơi, thức tỉnh đi bà con ơi. Trời ơi, nói là thằng giặc mà cũng phân tốt xấu hả? Giống như Bắc Kỳ nó phân cước già với cước non hả? Mình nói ăn cước non chịu, nói bố mày ăn cước non chứ bố mày không phải ăn cước già nhé. Trời ơi, có luôn hả? Có luôn hả? Mình theo nó biết mình bị lây luôn hả? Mình bị lây luôn hả? Có một thằng nào đó nó muốn cưa ghế Tô Lâm mà nó nằm trong nhóm của Lưu Bình Nhưỡng, nó lên Lưu Bình Nhưỡng lên quốc Tô Lâm, bây giờ Tô Lâm mạnh Tô Lâm đập Lưu Bình Nhưỡng vậy thôi, chứ nói cái tên nó sao không đặt tên gọi là Lưu Sài Gòn mà đặt tên Lưu Bình Nhưỡng, nó có phải dân mình đâu. Cái mà nếu chúng ta quan tâm cái chuyện này là quan tâm chỗ này nè, và đám chống cộng nhất là mấy cái báo Việt ngữ hải ngoại đồ nó ngục quần què đó, nó gọi là thì nó mất công mệt nó thì nó dân miệng mình. Cái đáng quan tâm trong câu chuyện này là tại sao một thằng Bắc Kỳ, Lưu Bình Nhưỡng là thằng Bắc Kỳ mà nó lại là đại biểu quốc hội của tỉnh Bến Tre, tại sao? Nếu có quan tâm thì cái gì quan tâm chỗ đó, đó. Tại sao? Tại sao mày là một thằng Bắc Kỳ mà mày lại là đại biểu quốc hội của tỉnh Bến Tre? Ủa, dân Bến Tre không có nhân tài, hết nhân tài, dân Bến Tre không có trí thức, không có mưu sĩ, dân Bến Tre không thể đại diện được người Bến Tre ngồi trong quốc hội, phải chờ thằng Bắc Kỳ vô ban ơn ban phước, bố mày đến đây điệt mẹ bố sẽ đại diện cho chúng mày ra đó, bố mày sẽ giành lợi ích về cho quê của bố mày, rồi người Bến Tre chỉ yên tâm bầu cho bố thôi. Trời đất, có luôn hả? Có luôn hả? Này Bến Tre, đang quên quê Bến Tre đâu, vô thả mặt giận dữ hay cười ha ha thấy thôi. Thái thú Bến Tre. Tôi bị giận dữ đúng rồi đó. Ba Đình nó cử thằng đó giống như thái thú vậy đi, để nó quản lý Bến Tre vậy đó. Đại biểu quốc hội của tỉnh Bến Tre thì có nghĩa là đại diện cho dân của tỉnh Bến Tre, tiếng nói đó đại diện cho lợi ích của tỉnh và cho dân đó. Đặng khi quốc hội người ta ban hành chính sách và pháp luật hay đường lối gì, hay ta quyết định cái gì nó mang tính quyết sách đấy, người ta phải bảo vệ lợi ích của tỉnh Bến Tre, còn nếu không ông này mất cử. Tự nhiên thằng Bắc Kỳ đại diện cho Bến Tre, nó biết cái gì về Bến Tre, cái gì về về dân Bến Tre, đi tiếp xúc gì, gọi là gì, đại biểu quốc hội đi tiếp xúc dân, mấy cái trò mèo, mấy trò khỉ, mấy trò khỉ bắt bó này, trời, nó tôi gành 80 câu vòng cổ, tôi làm báo 15 16 năm mà cái gì, đại biểu quốc hội đi tiếp xúc dân là gì? Tại vì để nó rửa cái mặt nó là đại biểu Bến Tre, tại sao Bắc Kỳ là đại biểu Bến Tre thì nó phải xuống nó gặp dân. Đặng nó ra ngoài kia người ta hỏi, ủa sao mày Bắc Kỳ mày đại biểu Bến Tre đấy, bố mày có tiếp xúc dân nhá, dân nói nè, bố mày lên nói lại nè, thì nó xuống dưới một cái gọi là ủy ban xã rồi đó. Cái trước khi nó xuống cả tuần bắt đầu thằng xã nó đi chọn mấy cái nhà mà có công cách mạng, mấy cái thằng diễn viên của đảng, đoàn thanh niên này, hội phụ nữ, hội nông dân đồ này, bí thư đoàn, chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch hội nông dân, nó gom về, nó lên nó dạy tụi mày học thuộc cái câu này hết đi, tới ngày đó lên tụi mày làm dân, tụi mày đọc nha, tụi mày đọc để cho đoàn đại biểu người ta ghi lại, người ta về ngoài kia người ta làm đại biểu quốc hội nha. Cái này gọi là sợ chết mẹ, giả không à, dòng thứ bí thư chủ tịch xã kêu là phải giả không mà chuẩn bị hội trường xã, tới ngày đó đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri ở tỉnh Răng Hô Mỏ Phẫu vậy đó. Cái đi xuống hội tiếp xúc dân, cái gọi bà con cứ nói đi, điệt mẹ bố ngồi để bố ghi nha, bà con đừng lo nha, điệt mẹ có bố đây bố lo cho, cái bà con ở dưới nói đừng lo nha, điệt mẹ có bố đây bố lo cho, cái bà con ở dưới nói cầm lên đọc kính thưa đoàn đại biểu quốc hội, tôi là đại diện cho nông dân cái xã Răng Hô Mỏ Vẫu, tôi được bí thư và chủ tịch chỉ đạo cho tôi nói lên ý kiến, ôi xin lỗi khúc này tôi ghi không có, tôi đến đây để nói lên ý kiến của tôi là các vị đã đóng góp nhiều cho dân cho nước, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước, tôi sẽ bầu tiếp cho quý vị hết. Đây đó. Rồi nó ra ngoài Hà Nội đó. Nó ở ngoài tháng mấy nó làm đại biểu quốc hội ngoài rồi đó, nó lãnh lương tiền chế độ đại biểu quốc hội là tiền tỷ mà các anh chị, tiền tỷ đó nha, 500 đại biểu quốc hội là hơn 500 tỷ chi tiền lương cho tụi nó một năm, hơn 500 tỷ đồng một thằng, hơn 1 tỷ lương rồi các cái chính sách đi lại ăn ở rồi này kia đủ thứ, cái đó là lương thôi nghe, còn bổng rồi tùm lum hết nha, nhiều lắm hay đó. Ra ngoài quốc hội hỏi đoàn Bến Tre, tới đoàn Bến Tre phát biểu, đứng lên, kính thưa toàn thể quốc hội, kính thưa đảng, nhà nước và chính phủ, kính thưa tất cả các vị đại biểu quốc hội, tôi là Lưu Bông Dông, Lưu Bình Nhưỡng, tôi
là Bắc Kỳ Dún ăn rau muống cá rau cây rau muống còn lòi ra đít, nhưng mà được sự phấn công của đảng và sự tin tưởng của người dân Bến Tre, tôi là đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre hôm nay tôi đến để đưa nguyện vọng của tỉnh Bến Tre. Người dân Bến Tre nói rằng tuyệt đối tin tưởng vào đảng và nhà nước và tuyệt đối tin tưởng tôi, thành ra tôi tiếp tục làm đại biểu quốc hội, đảng tiếp tục lãnh đạo, nhà nước tiếp tục quản lý, dân tiếp tục làm nô lệ. Ô, không không xin lỗi, dân tiếp tục làm chủ. Rồi xong hết rồi đó, vỗ tay giải tán quốc hội về lãnh tiền về hết rồi đó. Quốc hội nó họp xong rồi đó. Thằng nào nói không đi, thằng nào nói không phải đi, thằng nào nói cự không có đi. Các chị biết tại sao nó không dám cự tôi không? Mấy thằng đảng nó cũng không dám cự tôi luôn. Tại xưa lỡ tôi làm cao quá, tôi làm trong một tòa soạn báo Hà Nội á, tôi vô quốc hội tôi đưa tin, tôi viết bài nguyên một kỳ họp quốc hội luôn, tôi ở trong á, tôi biết tụi nó nói gì hết, ghi âm ghi hình có hết đầy đủ. Mày muốn gì, mày muốn gì, mày muốn cái gì, nói bậy tôi cũng có ghi âm luôn. Tôi ở 2 tháng trời trong cuộc họp quốc hội đó, đó. Tôi gặp gần như không sót thằng đại biểu nào, tôi gặp gần như không sót thằng bộ trưởng nào. Lúc đó thằng cha gì Nguyễn Sinh Hùng còn là thủ tướng, ông Phúc còn là phó thủ tướng thôi. Tôi nói vậy là các chị biết rồi, Nguyễn Sinh Hùng mới là cái thời xa xưa lắm. Đó quốc hội đó, thành ra cái các anh chị cần hỏi nè, cái lợi ích của người dân Bến Tre tụi Ba Đình nó có quan tâm không? Gần như là nó điệp mẹ kệ mày, kệ kệ chúng mày chết sống kệ bay đúng không, đâu quan tâm gì đâu. Các bạn gọi là ức chế quá, bực bội quá, các bạn tức quá, bức gọi là không thể chịu nổi nữa, các bạn muốn là ý kiến của mình lên tới Ba Đình, tại vì đó là thủ đô mà, các bạn phải thông qua đại biểu quốc hội đúng không, cơ quan quyền lực cao nhất, nó nói gì đó, nhưng thật ra không có cơ quan sạo lờ thôi. Thông qua đại biểu quốc hội thì nó cử thằng Bắc Kỳ vô đi, mẹ bố lại đây muốn ngồi nghe chúng mày lại đây nói đi, chúng mày tức cái gì, đây bố đây. Các bạn lại trời ơi tôi tức quá, tụi nó cướp đất cướp nhà của tôi, trời đất đai hồi xưa thời Việt Nam Cộng Hòa đất đai là của người dân, tự nhiên bây giờ đất đai là của đảng, tôi không chịu, tôi muốn thay đổi. Điệt mẹ để bố lên quốc hội bố à, bố trình bày rồi giải tán về đi, lên quốc hội nó nói điệt mẹ mấy thằng Bến Tre nó muốn nổi loạn rồi, nó chống đảng chống nhà nước rồi, đưa quân đội xuống đàn áp nó đi, mày bị quốc hội làm chuyện đó. Làm đúng chuyện đó, đó. Còn ca Lưu Bình Nhưỡng không? Còn coi báo Việt ngữ nữa, còn coi đài Việt ngữ nữa, nhiều đảng lắm nha, có một số đảng ca như chỉ như mấy đảng Bắc Kỳ thôi, đảng Ngục Quần Què, đảng quân cờ vàng mà để cho Bắc Kỳ lên lãnh đạo thôi chết mẹ rồi. Lương tổng thống Mỹ có mấy trăm ngàn mà Bắc Kỳ đại biểu quốc hội nó phải bỏ ra 3 triệu đô la mua ghế, 3 triệu đô la là ít đó, không học Việt ngữ 3 triệu đô la vấn đề lại bán ghế hả? Anh Trọng trong sạch, anh Trọng đốt lò đó, anh bán cho ai, tổng bí thư nó ăn hết vậy. Anh đóng vai tôi là người trong sạch lắm, tôi là thầy giáo, tôi quang minh chính đại lắm, tôi chống tham nhũng, tôi đốt lò lắm, rồi bà con cứ bắt thờ tôi đi, tôn tôi thành thánh đi, tôi chống tham nhũng, tôi giúp bà con đây, tôi làm trong sạch đảng và nhà nước đây, thờ tôi đi. Điệt mẹ mỗi ghế 5 triệu đô đưa đi cho bố, không đưa thằng Trọng nó cho mày vô đại biểu quốc hội mới lạ, ở đâu ra, ở đâu ra vậy con. Trọng muốn ngồi với tổng bí thư, Trọng phải trả cho Tập Cận Bình bao nhiêu tiền, Trọng phải cúng hàng năm bao nhiêu tiền. Trọng phải cúng hàng năm cho Tập Cận Bình bao nhiêu tiền, Trọng mới ngồi tổng bí thư được, Trọng phải lấy tiền chúng mày lại chứ, ở đó mà đốt lò là ăn cướp thôi. Trọng đốt lò là Trọng cướp của phe Nam Cộng, cái Nam Cộng giàu á, Nam Cộng mấy đời làm thủ tướng á, giàu. Bắc Cộng nó thấy à, đây là cái cách mà mình có thể vừa Mỹ đám dân ngu mà vừa cướp của cái thằng Nam Cộng lại, đó là chống tham nhũng. Còn dân vỗ tay quá, vỗ tay luôn, bác trọng cái gì cũng bác trọng đó, thì bác trọng cướp của mấy bác khác thôi. Bác trọng cướp của mấy bác khác thôi chứ có quần què gì đâu. Rồi còn gì, còn nãy còn cái gì dẫn Lưu Bình Nhưỡng lên sẽ xử anh Quy, trời ơi sao anh thấy nó không có liên quan. Thật ra nó muốn xử anh nó xử lâu rồi, nó cái ý muốn của tụi nó muốn xử anh là lâu rồi. Cái đám mà chống cộng mà đi giết tôi, thật ra nó cũng phải là cấu kết lợi ích với cái đám cộng sản thôi, chứ còn nếu mà chống cộng đơn thuần có ghét nhau cỡ nào chửi lộn quánh lộn cục vô hai đảng nghịch không chơi nhau nữa, chứ chống cộng gì mà giết nhau. Thật ra nó cấu kết lợi ích với cái đám nào đó ở trong nước mà lợi ích đó bị tôi phanh phui ra, nó lộ mặt quá, nó còn không kiếm ăn được nữa, nó phải ra lệnh cho đám chống cộng giết thằng đó cho tao. Thì ra tụi nó muốn giết tôi lâu rồi chứ không phải do có hay không có ông Lưu Bình Nhưỡng, không phải vậy. Xui cái là tại vì tôi qua tới xứ tự do rồi, thành ra chắc kế hoạch mà gọi là dựng Lưu Bình Nhưỡng là để xử anh Quy chắc hơi khó. Hơi khó.